Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cái phương pháp tháo một cái bơm BE. Đây là cái bơm BE có bộ điều tốc kết hợp. Đây là bộ điều tốc chân không, còn đây là bộ điều tốc cơ khí. Đây là cái bơm tiếp vận. Trên cái bơm tiếp vận nó có cái bơm tai. Đây là cái đường nối đường ống chân không và đây là cái đường dầu vào. Về đầu tiên, chúng ta sẽ tháo cái bơm tiếp vận ra trước. Để tháo, chúng ta có thể xoay đến một cái vị trí nào đó để cho nó phù hợp với cái vị trí của người tháo. Chúng ta tháo cái bơm tiếp vận ra trước. Đây là cái bơm tiếp vận. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tháo cái bộ điều tốc. Thì bên trên này là bộ điều tốc chân không và bên dưới này là bộ điều tốc cơ khí. Đầu tiên chúng ta tháo bộ điều tốc chân không ra trước. Chúng ta thấy bên trong đây nó có một cái lò xo. Đây là lò xo của bộ điều tốc. Ở bên trong cái lò xo này nó có một cái vòng đệm. Cái vòng đệm này dùng để điều chỉnh lực căng của lò xo bộ điều tốc. Sau đó chúng ta tiếp tục tháo cái bộ điều tốc cơ khí. Đây là cái lò xo của bộ điều tốc cơ khí. Và đây là cái cần nối để tạo sự liên hệ giữa hai bộ điều tốc. Đây là cái khâu nối. Chúng ta sẽ mở cái hai quả tạ ra. Chúng ta phải dùng một cái chìa khóa đặc biệt. Chúng ta dùng chìa khóa này để chúng ta mở cái con ốc trong này ra. Sau đó chúng ta lấy quả tạ ra. Đây là quả tạ của bộ tốc cơ khí. Ở đây là cái màng da của bộ điều tốc cơ khí. Nếu chúng ta muốn lấy cái màng da này ra thì chúng ta dùng một cái tuột nô vít nhỏ, chúng ta để vào đây và chúng ta nại cái vòng nhôm này ra. Ở đây người ta làm sẵn cho chúng ta một cái lỗ hở để chúng ta nại cái vòng nhôm ra. Và đây là cái màng da của bộ điều tốc. Chúng ta tháo cái chốt chặn bên trong này và sau đó chúng ta lấy cái màng da này ra ngoài. Đây chính là thanh răng
Bây giờ chúng ta sẽ xoay cái bơm lại. Chúng ta mở cái nắp bên hông bơm ra. Chúng ta nhìn vào trong đây, chúng ta thấy trên các cái con đội nó có còn một cái lỗ nhỏ ở bên hông của con đội. Bây giờ chúng ta cho cái lỗ nhỏ này đi lên cao, sau đó chúng ta sẽ dùng cái chốt chúng ta cài vào trong cái lỗ nhỏ này. Chúng ta tiếp tục quay bơm để cho cái con đội khác nó lên cao. Con đội nào lên thì chúng ta chiêm con đội đó. Chúng ta phải chiêm tất cả bốn con đội. Sau khi chiêm tất cả bốn con đội lên thì chúng ta tiến hành tháo cái nắp của bơm. Chúng ta nhớ là không được tháo cái nắp đầu bơm này ra trước khi chiêm con đội, bởi vì khi mà chúng ta tháo nắp này ra trước mà chúng ta chưa chiêm con đội thì chúng ta sẽ không tháo ra được. Chúng ta dùng cái vis, chúng ta nại cái mặt này ra. Ở hai bên đây người ta đã có làm hai cái rãnh để chúng ta để cái vis vào và để chúng ta nại ra. Sau khi chúng ta nại ra thì chúng ta có thể tiến hành lấy cốt bơm ra. Như vậy là chúng ta đã lấy cốt bơm ra xong. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn lấy cái piston nào thì chúng ta sẽ tiến hành tháo piston đó. Còn nếu mà chúng ta cần tháo hết thì chúng ta có thể tháo hết. Hoặc là nếu chúng ta cần sửa chữa một cái piston nào thì chúng ta chỉ cần tháo piston đó ra thôi. Chúng ta xoay cái bơm lại. Ví dụ như chúng ta muốn mở cái xi lanh này thì chúng ta tháo cái nắp này ra. Chúng ta dùng một cái cạo, chúng ta vặn qua đây. Sau đó chúng ta siết cạo lại. Khi cạo chạm con đội, chúng ta dùng chìa khóa, chúng ta vặn từ từ. Khi chúng ta vặn thì cái con đội sẽ bị ép lên và lúc bây giờ chúng ta có thể rút cái chốt ra.
chúng ta rút chốt ra. Sau khi rút chốt ra, chúng ta sẽ tiến hành xả cảo. Chúng ta chú ý là chúng ta xả ở phía này chứ chúng ta không có vặn con này, bởi vì khi mà chúng ta vặn cái con này thì cái ren của cái thân này nó sẽ dễ bị hư. Sau khi xẻ ra hết, chúng ta mới vặn con trong để lấy cảo ra. Và lúc này chúng ta có thể lấy con đội ra ngoài được. Chúng ta sẽ lấy con đội ra ngoài. Chúng ta có thể lấy theo đường này, hoặc là chúng ta không lấy theo cái đường xuống dưới này cũng được. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấy piston. Đây là cái piston của bơm. Chúng ta lấy lò xo. Sau đó chúng ta lấy cái chén trận. Chúng ta sẽ lấy cái ống xoay ra. Chúng ta sẽ lấy ống xoay ra. Để lấy xi lanh ra thì chúng ta tháo cái đầu nối bên trên. Bên trong đây nó có cái lò xo. Đây là cái van cao áp. Chúng ta cũng chú ý cái van cao áp và cái bệ van cao áp và không có tính lấp lẫn. Vì vậy nếu mà chúng ta tháo nhiều bệ van và van ra thì chúng ta phải cẩn thận. Sau đó để lấy cái bệ van ra thì chúng ta dùng cái cảo. Chúng ta lấy cái bệ van ra. Đây là cái bệ van. Như vậy chúng ta đã tháo xong một cái piston của một cái bơm cao áp BE. Nếu mà chúng ta cần tháo nữa thì cái thao tác vẫn như vậy. Hy vọng là qua cái bài tháo này các em sẽ rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân mình trong cái phương pháp tháo lắp một cái bơm BE. Xin chào các em.